Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Không Gian Ký Ức, nơi tất cả chúng ta sẽ quay ngược thời gian lại để gặp gỡ những bài hát xưa cũ, những nghệ sĩ xưa cũ mà chúng ta từng yêu quý và gặp lại cả những người tình xưa trong ký ức tình yêu. Ngày hôm nay thì Tùng rất là vui bởi vì Tùng đang thực hiện được một trong những điều mà Tùng ấp ủ từ rất là lâu rồi với chương trình Không Gian Ký Ức. Đã có quá nhiều những lá thư gửi về cho chương trình để nói với ban biên tập rằng chúng ta có quá nhiều những chương trình hay về nhạc quốc tế, tại sao không có số nào cho nhạc Việt Nam? Một trong những lý do thì chúng tôi cũng xin được phép chia sẻ luôn với quý vị, đó chính là ban biên tập cũng cố gắng hết sức nhưng mà nguồn MV của Việt Nam đủ chất lượng để phát sóng ở trên truyền hình thì rất là khan hiếm. Chính vì vậy mà đến ngày hôm nay thì chúng tôi mới thực hiện được điều này. Và vậy thì còn chần chừ gì nữa, hôm nay Tùng sẽ không mời quý vị uống cà phê, không cần uống cốc tai, không cần uống bất cứ một thứ nước nào hết. Chúng ta chỉ cần ngồi yên ở màn hình, nhạc nổi lên và hát theo, bởi vì Tùng tin chắc rằng đây là tiếng lòng của tất cả chúng ta. Tùng vẫn còn nhớ là vào những năm tháng đó thì Tùng đang học cấp 3, rồi những năm tháng đại học, không bao giờ buổi sáng chủ nhật nào mà thiếu giọng hát của Lam Trường, Phương Thanh hay là Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà, Thu Phương, Thanh Lam vân vân. Cho đến ngày hôm nay thì bước vào cuộc sống của làng giải trí, Tùng gặp gỡ lại họ và giống như tất cả những ký ức lại ùa về. Xin được phép giới thiệu với quý vị một trong những bài hát rất nổi tiếng vào thời đó và đã có rất là nhiều cặp song ca cùng hát. Xin mời mọi người cùng đến với giọng hát của ca sĩ Lam Trường và Thu Phương với sáng tác của Thanh Tùng, bài hát Trái Tim Không Ngủ Yên. Còn anh nói đã cho yêu em rồi, là hình như anh đang dối em. Nếu anh nói anh muốn xa em, là thật ra anh mong rất gần. Còn anh nói đã muốn em rồi, là trong tim anh luôn nhớ em. Rồi một ngày vắng anh, bước chân buồn đêm. Rồi từng ngày nhớ em, trái tim không ngủ yên. Nếu anh nói anh muốn xa em, là thật ra anh mong rất gần. Còn anh nói đã muốn quên em rồi, là trong tim anh luôn nhớ. Còn anh nói đã cho yêu em rồi, là hình như anh đang dối em.
Có lẽ bây giờ các bạn thế hệ 10X đã có rất nhiều kiểu tóc để lựa chọn. Còn vào thời 8X và 9X thì chưa được như vậy. Ngoài kiểu tóc hai mái 50-50 gây sóng gió thì kiểu đầu đinh cũng rất được ưa chuộng vào thời thập niên 90. Trong giới nghệ sĩ thời đó, không ai lại không biết những nhân vật điển hình cho các kiểu tóc này. Nếu ca sĩ Đan Trường là gương mặt tiên phong cho kiểu tóc trẻ ngôi 50-50 thư sinh thì Lam Trường lại là người mở màn với tóc đầu đinh nam tính và năng động. Tiếp theo sẽ là những ca khúc bất hủ của thế hệ vàng ca sĩ Việt Nam, Đừng Đi Đâu Cả Nhé.